Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên án vụ tấn công của lực lượng Houthi vào tàu chở hàng True Confidence ở ngoài khơi Vịnh Aden, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam và 2 người Philippines. Cuộc tấn công này đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm bởi đây là lần đầu tiên dân thường thiệt mạng vì chiến dịch nêu trên của Houthi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng. Nhưng trước hết mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Hãng thông tấn KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp chỉ đạo một cuộc diễn tập pháo binh nhân chuyến thị sát một căn cứ nòng cốt của quân đội nhân dân Triều Tiên ở khu vực miền Tây nước này. Cuộc diễn tập nhằm tăng cường mức độ sẵn sàng trước các cuộc xung đột có thể xảy ra và nâng cao khả năng chiến đấu thực tế của Bình Nhưỡng. Thụy Điển vừa chính thức trở thành viên thứ 32 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi chuyển giao cho Hoa Kỳ tài liệu đồng ý gia nhập tại thủ đô Washington hôm 7 tháng 3. Đây là bước cuối cùng cần thiết để hoàn tất tiến trình 2 năm xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Tổng thư ký NATO đã gọi đây là một ngày lịch sử khi Thụy Điển trở thành tiếng nói đóng góp vào các chính sách của NATO. Na Uy hôm qua đã ký một thỏa thuận tham gia liên minh phòng không do Pháp và Đức dẫn đầu nhằm tăng cường hệ thống phòng không tích hợp của Ukraine. Theo đó, Na Uy có kế hoạch cung cấp các hệ thống phòng không và tên lửa bao gồm cả hệ thống phòng không NASAM cho Ukraine trong thời gian tới. Tuy nhiên, Nga trước đó đã gửi công hàm cảnh báo tới các nước NATO rằng Moscow sẽ coi bất kỳ thùng hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều là mục tiêu hợp pháp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê chuẩn cựu tổng tư lệnh quân đội Valery Daluny vào vị trí đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraine tại Anh. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu bảng Anh, gồm hơn 10.000 máy bay không người lái UAV. Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Nigeria cho biết ít nhất 200 người đã bị các phần tử Hồi giáo cực đoan bắt cóc tại một khu vực ở Đông Bắc. Phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em đang trú tại các trại tị nạn gần biên giới với Cộng hòa Sát. Giới chức địa phương cho biết vụ việc xảy ra ngày 4 tháng 3 vừa qua và có 3 phụ nữ bị bắt cóc đã may mắn trốn thoát. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thử nghiệm thiết bị lái máy bay mô phỏng tại trường hàng không quân sự cao cấp Krasnodar. Tổng thống Putin đã ca ngợi độ phức tạp của mô hình này và coi việc lái mô phỏng là rất cần thiết với quân đội Nga. Cũng trong chuyến thị sát này, ông Putin cũng đã có một cuộc gặp gỡ và tặng hoa cho những sinh viên nữ của trường nhân ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Một trường trung học tại Ấn Độ mới đây đã giới thiệu giáo viên bằng robot AI đầu tiên mang tên Iris với khả năng nói được 3 ngôn ngữ, trả lời các câu hỏi phức tạp về nhiều chủ đề. Kiến thức của Iris cũng rộng hơn so với các công cụ giảng dạy tự động khác vì được hỗ trợ bởi AI tạo sinh. Robot này cũng có thể đáp ứng việc cá nhân hóa trong học tập, được trang bị bánh xe để tăng khả năng di chuyển. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi ngừng giao tranh ở Sudan trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đang thảo luận một dự thảo nghị quyết do Anh đề xuất nhằm yêu cầu thực thi lệnh ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan ở Sudan. Dự kiến dự thảo này sẽ được bỏ phiếu trong hôm nay 8 tháng 3 để được thông qua. Dự thảo cần nhận được ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết của Ủy viên Thường trực. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Liên Hợp Quốc và nhiều nước đã lên án vụ tấn công của lực lượng Houthi vào tàu chở hàng True Confidence ở ngoài khơi Vịnh Aden, khiến 3 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng, trong đó có 1 người Việt Nam và 2 người Philippines. Cuộc tấn công này đánh dấu một bước leo thang nguy hiểm bởi đây là lần đầu tiên dân thường thiệt mạng vì chiến dịch nêu trên của Houthi. Theo thông tin mới nhất, tàu hàng True Confidence treo cờ Barbados và thuộc sở hữu của Hy Lạp bị lực lượng Houthi ở Yemen tấn công bằng tên lửa trong ngày 6 tháng 3 ở khu vực Biển Đỏ ngoài khơi cảng Aden của Yemen. Khi bị tấn công, tàu có thủy thủ đoàn 20 người, gồm 15 người Philippines, 4 người Việt Nam và 1 người Ấn Độ. Vụ tấn công đã khiến 3 thuyền viên thiệt mạng, gồm 2 người Philippines và 1 người Việt Nam. Ngoài ra còn có 6 người bị thương.
Hải quân Ấn Độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu MV True Confidence tới Djibouti. Hình ảnh do Hải quân Ấn Độ công bố cho thấy một chiếc trực thăng kéo các thành viên thủy thủ đoàn từ một chiếc bè cứu sinh nhỏ ở vùng biển động và đưa họ lên một con tàu hải quân. Ngoài ra, hình ảnh cũng cho thấy một số người bị thương được cho là nằm trên một chiếc xuồng cứu sinh thuộc lực lượng hải quân. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Djibouti đã liên hệ với nhóm thủy thủ người Việt Nam. Hiện sức khỏe của 3 thủy thủ người Việt đều ổn định. Dự kiến, sau khi các thủ tục được hoàn thành, 3 thủy thủ Việt Nam cùng với thi thể của thủy thủ thiệt mạng sẽ được hỗ trợ đưa về nước bằng đường hàng không qua Ả Rập Xê Út hoặc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Phản ứng về vụ việc này, Liên Hợp Quốc kêu gọi lực lượng Houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở Biển Đỏ, vốn đang gây ra rủi ro đối với tài sản, tính mạng và hệ sinh thái trong khu vực. Đại sứ quán Anh tại Yemen cũng kêu gọi Houthi chấm dứt các cuộc tấn công, trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết nước này vẫn đang theo dõi hoạt động của lực lượng Houthi. Bộ Ngoại giao Philippines cũng kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng tuyên bố Việt Nam cực lực lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo nhằm vào dân thường vô tội và các phương tiện dân sự trên các tuyến hàng hải quốc tế, yêu cầu các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động sử dụng vũ lực đảm bảo an ninh, an toàn và tự do cho các tuyến hàng hải quốc tế trên cơ sở phù hợp luật pháp quốc tế. Trong tuyên bố mới nhất, Chủ tịch Ủy ban Cách mạng Tối cao Houthi, ông Mohammed Ali al-Houthi, cho biết nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu MV True Confidence. Quan chức này cho biết Houthi sẵn sàng bồi thường cho nạn nhân của vụ tấn công nếu Hoa Kỳ cùng chịu chi phí. Được biết, vụ tấn công diễn ra chỉ vài ngày sau khi công ty True Confidence Shipping SA mua tàu True Confidence từ công ty Oaktree Capital của Hoa Kỳ. Lực lượng Houthi dường như cho rằng True Confidence vẫn thuộc sở hữu của công ty Hoa Kỳ, bởi khi nhận trách nhiệm tấn công, nhóm này gọi True Confidence là tàu Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cả hai công ty này đều khẳng định con tàu hiện không có bất kỳ mối liên hệ nào với bất kỳ thực thể nào của Hoa Kỳ. Giới quan sát cảnh báo, vụ tấn công vào tàu True Confidence không chỉ gây thương vong nghiêm trọng khi lần đầu tiên có người tử vong, mà còn cho thấy mức độ chính xác ngày càng tăng trong các cuộc tấn công của Houthi. Thực tế này có thể gây ra những mối đe dọa lớn hơn đối với tuyến đường vận tải quốc tế quan trọng này. Các cuộc tấn công của Houthi tại Biển Đỏ là một phần của chuỗi căng thẳng lan rộng khắp chảo lửa Trung Đông kể từ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 mở ra xung đột đẫm máu giữa Israel-Hamas kéo dài 5 tháng qua. Tuy nhiên, trong tuyên bố mới nhất, Thủ tướng Israel vẫn thể hiện thái độ cứng rắn khi khẳng định sẽ tiếp tục tấn công Hamas tại dải Gaza đến cùng. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh đàm phán ngừng bắn thất bại tại Ai Cập. Ngày 7 tháng 3, phái đoàn của phong trào Hồi giáo Hamas đã rời thủ đô Cairo của Ai Cập sau 4 ngày đàm phán mà không đạt được đột phá nào trong vòng đàm phán về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Hamas xác nhận phái đoàn đàm phán của lực lượng này đã rời Ai Cập tới Qatar để tiến hành tham vấn. Phía Hamas cũng cho biết những phản hồi ban đầu của Israel không đáp ứng được những điều kiện tối thiểu của lực lượng này về việc chấm dứt các hành động thù địch. Tuy nhiên, Hoa Kỳ, một trong các bên trung gian tham gia đàm phán, khẳng định thương thảo không đổ vỡ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel cho biết các bên thực chất đang thu hẹp các bất đồng. Truyền thông Ai Cập cũng đưa tin đàm phán sẽ tiếp diễn vào tuần tới, song không nêu rõ thời gian cụ thể. Các nhà hòa giải vẫn hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước khi bắt đầu tháng Ramadan vào ngày 10 tháng 3 tới. Trong lúc cộng đồng quốc tế nỗ lực thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7 tháng 3 đã tuyên bố nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Gaza, bao gồm cả Rafah. Có áp lực quốc tế và nó đang gia tăng. Nhưng đặc biệt, khi áp lực quốc tế gia tăng, chúng ta phải đoàn kết lại, chúng ta cần sát cánh cùng nhau, chống lại những nỗ lực ngăn chặn cuộc chiến. Bất cứ ai bảo chúng ta không nên hành động ở Rafah đều có ý rằng chúng ta sẽ thua cuộc và điều đó sẽ không xảy ra. Israel trước đây cho biết mục tiêu của họ là xóa sổ lực lượng Hamas và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ là tạm thời. Israel cũng yêu cầu lập danh sách các con tin vẫn còn sống mà Hamas đang giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, Hamas cho biết họ không thể cung cấp danh sách các con tin vẫn còn sống nếu không có lệnh ngừng bắn, vì các con tin nằm rải rác khắp vùng chiến sự. Thông tin phái đoàn Hamas rời Cairo mà không đạt được thỏa thuận ngừng bắn đã gây ra sự tuyệt vọng ở Gaza, nơi vốn chìm trong cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc sau 5 tháng xung đột.
Trong động thái mới nhất, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho quân đội Hoa Kỳ lập cảng tạm thời ở Gaza để chuyển hàng viện trợ. Cảng này dự kiến sẽ cung cấp nơi đỗ cho hàng trăm xe tải viện trợ mỗi ngày để phối hợp với Israel, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo phi chính phủ. Tuy nhiên, chưa rõ khi nào cảng này sẽ đi vào hoạt động. Hiện, nhiều nước đang tiến hành viện trợ nhân đạo cho người dân Gaza bằng đường không khi liên tục có cảnh báo về trẻ em chết vì suy dinh dưỡng tại khu vực bị bao vây này. Tuy nhiên, đây là biện pháp viện trợ tốn kém nhưng tính hiệu quả không cao. Đầu tư vào phụ nữ đẩy nhanh tiến bộ là chủ đề Liên Hợp Quốc lựa chọn nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 năm nay. Chủ đề này nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, cũng như quyền có cuộc sống lành mạnh hơn. Sheila Singh là một phụ nữ rất năng nổ trong hoạt động phong trào tại Mumbai. Nhưng sau khi sinh con, cô phải chịu áp lực nghỉ việc ở nhà để chăm sóc con cái, dù thu nhập của cô cao hơn người chồng là một lái xe kéo. Gia đình lên án tôi không có đủ thời gian chăm sóc con. Hơn nữa, họ nói tôi phải làm việc để làm gì, hãy để chồng là nguồn thu nhập chính. Tại Ấn Độ, những người phụ nữ buộc phải nghỉ việc như cô Singh không phải là hiếm. Tỷ lệ thuận với tỷ lệ sinh tăng cao là tỷ lệ phụ nữ nghỉ việc. Ngày nay, lực lượng lao động là phụ nữ chỉ đóng góp ít hơn 20% GDP cho toàn Ấn Độ. Tính trung bình, cứ 4 phụ nữ thì có một người thất nghiệp. Nó là một thông điệp hoàn toàn sai về việc của phụ nữ chỉ là chăm sóc gia đình. Còn tại Hàn Quốc, nếu như trước đây phụ nữ sinh con thường nghỉ ở nhà do chi phí chăm trẻ quá cao, thì giờ đây tỷ lệ này đang giảm dần. Báo cáo gần đây cho thấy tỷ lệ 25,5% phụ nữ sinh năm 1983 sẽ nghỉ việc sau khi sinh con, thì tỷ lệ này ở phụ nữ sinh năm 1988 là 22,2%. Kết quả này là do nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ tái hòa nhập với công việc nhanh hơn. Tương tự tại Nhật Bản, chính phủ nước này cũng đang có nhiều chính sách để khuyến khích phụ nữ quay trở lại nơi làm việc sau khi sinh con. Nếu như trước đây, nhìn thấy một người phụ nữ đã kết hôn tại chỗ làm, người ta sẽ hỏi, tại sao cô lại đi làm? Giờ quan niệm này đã thay đổi, các chính sách đang giúp phụ nữ có điều kiện tham gia lao động nhiều hơn, kể cả làm bán thời gian. Trong xã hội hiện đại ngày nay, phụ nữ cũng có tiếng nói như nam giới. Tuy nhiên, theo Liên Hợp Quốc, để đạt được mục tiêu bình đẳng giới vào năm 2030, thế giới đang thiếu đến 360 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, các quốc gia trên toàn cầu cần đẩy nhanh đầu tư vào phụ nữ, đưa họ trở thành một phần không thể thiếu trong lực lượng lao động, đóng góp phần lớn cho GDP quốc gia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng đầu tư vào quyền và cơ hội của phụ nữ sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người, nâng cao tinh thần cho người dân, cộng đồng và quốc gia nói chung. Ngân hàng Thế giới WB ước tính việc chấm dứt các quy định và những hành vi phân biệt đối xử cản trở vai trò của nữ giới trong công việc cũng như khởi nghiệp có thể giúp tăng hơn 20% GDP toàn cầu trong thập niên tới. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sáng nay giờ Việt Nam đã trình bày thông điệp liên bang cuối cùng của nhiệm kỳ này trước Quốc hội. Thông tin về bài phát biểu này cũng sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thông điệp liên bang của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden năm nay được xem là bài diễn văn vận động tranh cử quan trọng để ông Biden có thể tiếp tục ở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa. Thông điệp liên bang của Tổng thống Joe Biden đề cập tới những thành tựu của ông kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cả về đối nội và đối ngoại, trong đó nêu bật những điểm sáng về phát triển kinh tế, kiềm chế lạm phát, cải thiện an sinh xã hội. Thông điệp liên bang của người đứng đầu Nhà Trắng cũng đưa ra tầm nhìn chiến lược, gửi gắm thông điệp đến cử tri Hoa Kỳ, cho thấy những đường hướng mà Tổng thống Biden sẽ lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới nếu tái đắc cử. Chương trình nghị sự kinh tế của Tổng thống Biden tập trung đầu tư vào đất nước, dành hỗ trợ cho các cộng đồng bị bỏ lại phía sau. Tổng thống Biden được cho là cũng sẽ đề ra kế hoạch giảm chi phí và xây dựng hệ thống thuế công bằng hơn. Để chuẩn bị cho bài phát biểu thông điệp liên bang lần này, Tổng thống Biden đã liên hệ xin góp ý